nhập cuộc liền, chạy xe phải làm công chuyện. Bây giờ mình đi bưu điện. Thời tiết hôm nay ở ngoài đang là 59 độ F. Hôm nay là thứ 5 tháng 3. Tối 18 là qua đến với trường San Fran, bây giờ cũng được tối 18, tối 19, tối 20, 3 tối rồi. Ở bên Mỹ thì cuộc sống tự mình phải lo, tự mình chạy xe, tự mình đi làm, tự mình phải lo cuộc sống của mình hết, chứ cũng không ai rảnh để mà họ phải lo cho mình. Đây là thành phố Union City của tiểu bang California miền Bắc. Miền Bắc California. Chia những cái làn đường dễ đi cho mình, cứ thế mà mình đi thôi. Bảng hiệu đường chỉ dẫn cũng rất là kỹ, khó mà đi lạc được lắm. Bưu điện, post office.
cho tình yêu nay bỗng thành nỗi nhớ, giọt mưa nào thành lệ đêm. Ở bên Mỹ có những cái lề đường cho người đi bộ, cho học sinh đi rất là thoải mái mà không sợ bị những chuyện xảy ra cho